Xin kính chào quý vị và các bạn. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Các quan chức Ukraine cáo buộc Nga phóng hơn 30 máy bay không người lái nhắm vào thủ đô Kiev sáng mùng 10 tháng 9, khiến nhiều tiếng nổ vang dội khắp thành phố và khu vực lân cận trong khoảng 2 giờ. Quân đội Ukraine tuyên bố đã phá hủy 26 trong số 33 máy bay không người lái của Nga, tất cả đều nhắm mục tiêu vào Kiev và khu vực lân cận. Ít nhất 5 vụ nổ được ghi nhận trên khắp thủ đô Kiev của Ukraine dạng sáng mùng 10 tháng 9. Bầu trời lóe sáng khi lực lượng phòng không bắn hạ các mục tiêu, khói bốc lên giữa các tòa nhà. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết mảnh vỡ UAV rơi xuống các quận Sviatoshinsky, Shevchenskitsky và Podil gây ra hỏa hoạn gần một công viên và rơi xuống đường. Thông tin sơ bộ cho thấy ít nhất một người bị thương. Lyut Mila, cư dân Kiev, cho biết cô đã nghe thấy tiếng vo ve của máy bay không người lái trước khi một vụ nổ xảy ra làm vỡ cửa sổ tòa nhà nơi cô đang sống. Thống đốc vùng Kiev Ruslan Kravchenko viết trên Facebook rằng một cơ sở hạ tầng không xác định và 8 ngôi nhà đã bị hư hại trong vụ tập kích. Nga hiện chưa bình luận về thông tin này. Nhà chức trách Kiev cho biết trên Telegram rằng hệ thống phòng không ở thủ đô đang hoạt động. Khu vực Kiev đã phát hiện các mục tiêu trong không phận và lực lượng phòng không đang tấn công chúng. Cùng ngày, nhiều vụ nổ xảy ra ở vùng Sumy và Chernigov. Trước đó, vào sáng 30 tháng 8, Kiev cũng đã ra thông báo hơn 20 máy bay không người lái và tên lửa đã bị lực lượng phòng không thủ đô phá hủy. Cục Quản lý Quân sự thành phố Kiev gọi đây là cuộc tấn công mạnh mẽ nhất kể từ mùa xuân. Trước đó, chính quyền thành phố cũng thông báo ít nhất hai người đã thiệt mạng do các mảnh vỡ rơi xuống sau cuộc tấn công. Một số đòn tập kích nhằm vào thủ đô Kiev được tiến hành những tháng qua. Giới chuyên gia phương Tây nhận định đây là nỗ lực nhằm vô hiệu hóa lưới phòng thủ của Ukraine, đặc biệt là hệ thống Patriot cũng như làm cạn kiệt đạn phòng không khi buộc họ liên tục khai hỏa tên lửa đắt tiền để đối phó với UAV hoặc tên lửa giá rẻ. Các cuộc tập kích của Nga diễn ra trong bối cảnh Ukraine mở cuộc phản công ở miền Đông và miền Nam vào tháng 6, nhưng vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ các lực lượng Nga. Quân đội Ukraine cũng đang phải đối mặt với các cuộc tấn công mới xung quanh Kharkov ở Đông Bắc tại những khu vực Kiev tái kiểm soát năm ngoái. Truyền thông thế giới theo dõi sát sao cuộc phản công của Ukraine trong 3 tháng hè vừa qua. Tuy đã nỗ lực cao độ và đã giành được một số bước tiến, nhưng giới chuyên gia quân sự cho rằng Ukraine đã không đạt được bước đột phá lớn nào trong đợt phản công vừa rồi. Cả quân đội Nga và Ukraine đều cố gắng giành giật những vị trí quan trọng nhằm tạo ra cơ sở thuận lợi trước khi bước vào mùa lầy lội năm 2023. Mặc dù đã tiếp cận được tuyến phòng thủ của Nga và chiếm được một số ngôi làng, tuyến phố, nhưng Ukraine cũng hứng chịu những tổn thất về quân số, vũ khí cùng nhiều phương tiện chiến đấu. Về phần mình, Nga đã sử dụng thành công chiến thuật phòng ngự và tiến hành một số cuộc tấn công vào các khu vực trên lãnh thổ Ukraine. Cuộc phản công của Kiev diễn ra được gần 3 tháng. Quân đội Ukraine đã tiếp cận được tuyến phòng thủ đầu tiên, một trong ba tuyến phòng thủ của Nga xây dựng trên một dải đất hẹp phía đông làng Rabotino. Ukraine đã phải huy động gần như toàn bộ lực lượng dự bị chiến lược để đạt được bước tiến này. Sau khi hứng chịu những tổn thất, Ukraine quyết định từ bỏ chiến thuật tiến công bằng các đơn vị cơ giới. Thay vào đó, họ chuyển sang sử dụng các đơn vị bộ binh nhỏ lẻ được yểm trợ bởi xe bọc thép và pháo binh, giống với chiến thuật của quân đội Nga ở Bakhmut. Quyết định này đã làm chậm đáng kể tốc độ phản công với mục tiêu là tiếp cận biển Azov. Tuy nhiên, Kiev cũng đạt được một bước tiến lớn. Tốc độ phản công chậm đã khiến các chuyên gia phương Tây và giới lãnh đạo Ukraine thất vọng. Điều này đã khiến các bên phát sinh một số bất đồng. Phương Tây cho rằng quân đội Ukraine hoạt động không hiệu quả, còn phía Ukraine lại nhận xét rằng vũ khí phương Tây viện trợ không đủ chuyển giao quá chậm. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Valery Zaluzny nói rằng, người Mỹ không hiểu bản chất xung đột đang diễn ra và cố áp dụng kinh nghiệm của riêng họ vào hoàn cảnh thực tế ở Ukraine. Ukraine đã huy động nhiều đơn vị mạnh nhằm kiểm soát Rabotino. Ý định ban đầu của Ukraine là sau khi chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga, họ sẽ tung lữ đoàn 82 vào tham chiến nhằm giành được nhiều kết quả hơn. Tuy nhiên, những thất bại liên tiếp của quân đội Ukraine đã buộc họ phải triển khai lữ đoàn 82 vào tham chiến ngoài kế hoạch và chịu thêm tổn thất. Các trận giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra, cả hai bên đều chịu tổn thất và phải điều động thêm lực lượng. Quân đội Ukraine hiện phụ thuộc rất lớn vào nguồn cung cấp xe bọc thép và thiết bị từ các đồng minh phương Tây. Phương án bổ sung thay thế duy nhất là quân sự hóa các phương tiện dân sự. Hiện nay, các binh sĩ Ukraine nhiều khi phải hành quân bộ tới 7 km do thiếu các loại phương tiện chuyển quân. Một số vấn đề đang chú ý là khả năng quản lý binh sĩ ở cấp chiến thuật và chiến dịch của quân đội Ukraine chưa hiệu quả. Chiến dịch mùa hè sắp kết thúc. Thời tiết tháng 9 ấm áp và khô ráo chưa thể chấm dứt cuộc xung đột. Nhưng vào tháng 10, những cơn mưa sẽ tạo ra nhiều bùn lầy, gây khó khăn cho các phương tiện bọc thép hạng nặng của Ukraine trong phản công. Cả quân đội Nga và Ukraine đều mệt mỏi sau những trận giao tranh mùa hè. Vì vậy, thời tiết thay đổi, hai bên sẽ tranh thủ nghỉ ngơi và chuẩn bị cho những trận giao tranh tiếp theo. Dự kiến, Ukraine sẽ tiếp nhận tiêm kích F-16 của các nước phương Tây để sử dụng trong nỗ lực phản công tiếp theo. Về phía quân đội Nga, họ sẽ tiếp tục bố trí phòng thủ và có thể tiến hành một số cuộc phản công nhằm cải thiện vị trí chiến thuật hoặc có thể chuyển trọng tâm sang hướng Bắc Mút hoặc Kupyans. Trong mùa thu và mùa đông sắp tới, ngành công nghiệp quân sự Nga sẽ tiếp tục tăng cường sản xuất, đảm bảo đầy đủ cho quân đội đạn pháo, xe bọc thép và đạn pháo tầm xa để phản công. Phát biểu trên chương trình ngày Chủ nhật với Laura Quinbeck của hãng tin BBC, tướng Mark Milley cho biết cuộc phản công của Ukraine chậm hơn dự kiến Tuy nhiên, vị tướng hàng đầu nước Mỹ nhận xét, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn, người Ukraine vẫn đang cố gắng tiến lên một cách ổn định. Tướng Milley nói, hiện còn quá sớm để nói liệu cuộc phản công của Ukraine có thất bại hay không. Vẫn còn một khoảng thời gian hợp lý, có lẽ khoảng 30 đến 45 ngày, có thể hành động trước khi thời tiết xấu đi. Có những nhiệm vụ chưa kết thúc, Ukraine vẫn chưa hoàn thành những gì mà họ đang cố gắng hoàn thành. Theo Reuters, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kirilo Budanov ngày 9 tháng 9 đã nói, cuộc phản công chống Nga của Ukraine vẫn sẽ tiếp diễn dù thời tiết lạnh và ẩm ướt bắt đầu vào cuối năm. Điều sẽ khiến giao tranh trở nên khó khăn hơn. Các hoạt động chiến đấu sẽ tiếp diễn bằng cách này hoặc cách khác. Trong thời tiết lạnh, ẩm ướt và bùn lầy, việc chiến đấu sẽ khó khăn hơn, giao tranh vẫn tiếp tục, cuộc phản công vẫn tiếp tục. Bình luận trên của ông Budanov cho thấy Ukraine không có kế hoạch dừng phản công cho đến khi họ đạt được mục tiêu cho dù thời tiết thay đổi vào cuối năm nay. Cho đến nay, các đồng minh phương Tây đã cung cấp hàng tỷ đô la Mỹ thiết bị quân sự và huấn luyện hàng nghìn binh sĩ Ukraine cho chiến dịch phản công nhằm giúp Kiev giành lại lãnh thổ. Tuy nhiên, việc tiến triển chậm chạp của cuộc phản công làm dấy lên lo ngại trong số những người ủng hộ Kiev rằng phương Tây có thể gặp khó khăn trong việc duy trì quy mô viện trợ quân sự nhằm giúp Ukraine tiếp tục chiến đấu ở cường độ tương tự. Vadim Skibitsky, một quan chức của cơ quan tình báo quân sự Ukraine trước đó cho biết, Nga hiện đang duy trì hơn 420.000 binh sĩ ở Ukraine, cùng với việc Moscow bổ sung thêm lực lượng và mở rộng tuyến phòng thủ càng khiến chiến dịch phản công của Kiev trở nên khó khăn. Cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực Zaporizhia phía đông nam hiện tập trung xung quanh các làng Robotai và Verbon, được coi là một phần quan trọng của chiến dịch nhằm chia đôi lực lượng chiếm đóng của Nga ở phía nam, nhưng họ vẫn còn cách xa mục tiêu đó. Cũng theo ông Budanov, cuộc phản công của Ukraine cũng đang diễn ra theo nhiều hướng, đồng thời thừa nhận rằng tiến độ diễn ra chậm hơn mong muốn và mô tả tình hình là khó khăn. Ngoài việc phải vượt qua bãi mìn dày đặc của Nga, ông Budanov còn xác nhận số lượng lớn máy bay không người lái cảm tử cỡ nhỏ của Nga là yếu tố chính làm chậm tiến độ của Ukraine cho đến nay. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!